90 tuổi, tay run, mắt kém đi nhiều, cụ Vân vẫn cắm túi đan chiếc khăn len màu hồng. Nhất định là màu hồng, và kích thước khoảng 25 phân. Mùa đông sắp tới, cụ Vân dự tính sẽ biến chiếc khăn thành thứ đồ vạn năng tránh rét. Cụ có thể đội khăn lên đầu, quàng vào cổ hoặc dùng để che mũi che miệng. Cụ Vân tên đầy đủ là Nguyễn Thị Vân. Mùa đông năm 2017, cụ Vân được mệnh danh là nữ hùng và xăm trên phố Đê La Thành, Hà Nội. Năm nay cụ tròn 90 tuổi. Một chiếc làn đỏ cũ kỹ, bên trong có chiếc vân cũ, vài cái xăm mới, đôi ba cái khăn dính đầu và dụng cụ và xăm. Chỉ có bấy nhiêu, nhưng cụ Vân bảo, đời cụ gắn với nghề vá xăm xe máy cũng hơn 20 năm trời. Cụ bà 90 tuổi trên phố Hà Nội, không vá xe nữa. Thực hiện, Minh Nhân nghỉ hưu thực sự sau 21 năm vá xe dọc vỉa hè cụ Vân quê gốc Hà Nam. Bỏ rượu bia để sống khỏe mạnh. Thời thiếu nữ, cụ theo gia đình rời quê lên Hà Nội mưu sinh. Đến tuổi dựng vợ gả chồng, cụ kết hôn với một người đàn ông làm nghề sửa xe. Hai người có với nhau 4 mặt con, 2 trai, 2 gái. Cuộc sống nghèo khổ đến nỗi, nhà nào đông con đông cái như nhà cụ Vân xem chừng không biết lấy gì để cho vào miệng. Chồng làm sửa xe. Cụ Vân chạy giam 3 việc thuê mướn. Thuê ai thuê gì, cụ đều gật đầu đồng ý, nào gánh nước, cắt cỏ, kéo cày thuê. Xúc đá, bán bánh mì, hái rau muống đêm. Nếu giàu thì sướng lắm, nhưng cái số nó nghèo cụ Vân cười, tay run run đan len. Chốc chốc dừng lại, cụ hỏi, các cô các chú thấy tôi đan có đều không? Về hưu, cụ Vân theo chồng ngồi dọc vỉa hè đường Đê La Thành vá xăm xe máy. Ông là vai chính, bà là vai phụ. Bà chỉ giúp ông những thứ lặt vặt, giết rồi thành quen, cũng học được nhiều thứ. Rồi bà cũng biết sửa xe luôn. Năm 2011, cụ ông qua đời. Cụ Vân buồn nhiều, chuyển về ở với người con thứ ba có căn nhà nhỏ dọc đường Đê. Nhớ chồng, nhớ góc phố hai người cùng ngồi vá xăm xe, cụ Vân tiếp tục bám vỉa hè treo biển vá xăm xe. Hàng ngày, cụ vá xe từ 5 giờ sáng đến 18 giờ tối. Mỗi miếng vá cụ lấy 20.000 đồng đối với xe máy và 15.000 đồng với xe đạp, nhưng rồi lâu ngày cũng quen, tôi vui với con với cháu. Thỉnh thoảng tôi gọi con dâu lên vá chính, rồi tôi phụ nó. Gần một tháng nay, cụ Vân nghỉ vá xe vì bơm hỏng. Giờ ế hàng rồi, nó không làm nữa. Cụ kêu mấy đứa cháu nhờ đem chiếc bơm đi sửa, nhưng chúng không đi. Chúng không muốn cụ tiếp tục ngồi vỉa hè vá xăm xe nữa. Thành thử, cụ bỏ hẳn luôn rồi. Nhưng người ta vẫn thấy cụ ngồi trước hàng trà đá thân quen, bày chiếc ghế đựng hộp thuốc lá, thêm mấy cái thẻ điện thoại. Cụ hạ biển vá xăm xe, thay bằng tấm biển mới bán thẻ điện thoại. Trước còn vá xe, người ta bảo tôi là già rồi mà cứ ngồi đây. Nhiều người còn bảo tôi dở hơi, thậm chí trách con trách cháu. Giờ quen rồi, họ không nói nữa. Nhưng tôi mặc. Tôi cũng mặc, việc tôi làm, việc họ làm. Cụ đan len, bán thuốc lá dọc vỉa hè đường Đê La Thành. Giờ bỏ hết. Cứ khỏe mạnh là vui hết mỗi tháng, cụ Vân đóng 1 triệu tiền cơm cho con cháu vì hoàn cảnh đứa nào cũng khó khăn. Bia cũng bỏ. Tiền đó cụ trích từ lương hưu, tiền bán thuốc lá và thẻ điện thoại. Chỉ có cơm là chưa bỏ. Kiếm sống với cụ là một chuyện, cái chính cụ mong muốn được giao lưu với mọi người xung quanh. Con cháu chẳng ai cấm cản cụ ra đường, ngược lại, họ hối thúc cụ mỗi ngày, mẹ cứ ra đi. Vận động, giao tiếp để ngày càng minh mẫn. Đều đặn, ngày mưa cũng như ngày nắng. Nóng cũng như lạnh, cụ đều ngồi ở góc phố từ 5 giờ sáng đến 10 giờ tối. Cụ tự hào khoe, 10 năm qua chưa bị viêm họng, cũng chưa nghỉ bán ngày nào. Mỗi ngày, cụ Vân chống đẩy 2 lần, mỗi lần 12 cái vào sáng và tối. Sau khi tập ở nhà nửa tiếng với các động tác chống đẩy, tập lưng, vai, cổ, cụ ra công viên đi bộ vài vòng, xong rồi dọn hàng. Thỉnh thoảng, cụ cùng mấy bà bạn già chơi cầu lông. Buồn buồn không có ai tâm sự, cụ Vân chuyển sang đan lát. Xỏ kim thì được, chỉ có điều tay run nên hơi khó khăn. Cụ bảo tập đan len để luyện tay, luyện mắt. Ỷ lại làm gì, làm được cứ làm thôi. Nếu không bơm và xăm xe thì tôi đi thể dục, đi lại cho khỏi cứng chân. Bán hàng giao tiếp với mọi người cho khỏi lẫn. Nắng mưa cũng bất chấp hết, vẫn ra đây làm bình thường. Răng chỉ có mòn, chứ chưa rụng, tôi vẫn an khỏe lắm. Từ ngày hướng đến mục tiêu, sống vui, sống khỏe, sống có ích.
Cụ Vân bỏ hẳn thói quen ăn trầu, uống rượu bia. Giờ bỏ hết. Trước, cụ nghiện, bữa nào cũng hai chai. Trầu bỏ, bia cũng bỏ, chỉ có cơm là chưa bỏ. Cứ khỏe mạnh là vui hết, cụ Vân hài hước kể. Mỗi tối, cụ Vân về nhà mở vô tuyến cập nhật tin tức thời sự trong và ngoài nước. Khoảng 11 giờ cụ đi ngủ, sáng hôm sau 4 giờ 30 phút lại bật dậy. Tự mình lo lấy mình, tự mình quyết định mình, cụ vẫn luôn tâm niệm thế, để cảm nhận cuộc sống thật ý nghĩa. Dù đã ở tuổi gần đất xa trời, với cụ Vân, được làm việc, được giao lưu với mọi người là một niềm vui sống mỗi ngày. Cuối buổi trò chuyện, mắt tinh ý phát hiện có nam thanh niên bên kia đường bị hỏng xe. Cụ chép miệng, thở dài, kìa xe non lúc rồi, nhưng không có bơm. Thế bọn cháu mua cho bà một cái bơm mới nhé. Không, tôi chỉ cần cái bơm của chồng tôi từ xưa cơ.